Ở đây xin giới thiệu các bạn bài 11 10 bài thi hạng C. Xin nha. Bắt đầu này, xin nhan trái. Bắt đầu. Nó kêu bắt đầu mình mới được đi. Vai qua tắt xin nhan. Rồi. Không bật xin nhan. Vai qua tắt xin nhan, bạn này đã không bật xin nhan trừ 5 điểm. Bài thi tiếp theo. Rồi. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Tinh tinh cái tắt xin nhan đúng không? Rồi, bài dừng xe người đi bộ này các bạn sẽ nhìn gương cầu lồn này là do đầu mình cách về sân trắng này 5-10 phân. Rồi. Đấy, đầu cách về sân trắng mình sẽ nhìn gương lồi này. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và người hành ngang dốc. Ờ, đề ba trên dốc cũng vậy, nhìn gương cầu lồi. Tiếp theo các bạn sẽ đến bài bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe giả.
nơi đỗ. Là lùi xuống này. Vai để đánh mũi tên, các bạn sẽ đánh lái phải này, cái lái phải này. Đấy, mũi tên đây này, vai cho vai mình qua. Ồ, đánh. Độ này hết lái phải này, làm sao cho cái gương cầu lồi, nhìn gương cầu lồi này, cái đầu xe của mình này không được chạm về ống hơi này. Xong cuộn hết lái trái cả số lùi này, các bạn sẽ nhìn gương bên trái trước, nhìn gương trái cho bánh nó vào. Đấy. Để nó vào rồi bước trả lái, nhìn gương bên phải. Đấy. Nhìn gương bên phải này. Rồi thẳng xe rồi trả lái này, lùi lùi nó kêu bíp một phát thì là sẽ được. Rồi. Bíp một phát là đã nhận bài rồi nhá. Đã nhận bài các bạn, cả số tiến, cả số tiến đi ra. Đi ra này, vai này. Đấy, vai nó phải dựa dựa chuồng. Nó qua cây dừa. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Từ từ này, em sẽ đi lên bên trái này. Từ từ này, thôi, ô tô. Cho nó đi qua đã, cho em đi. Ghi nhở cái phần mà nó kêu hú đấy là nó còn xảy ra bất kỳ hay là nó một đoạn xảy ra bất kỳ ba đoạn. Đánh anh trai đi luôn ra đây chút cho theo tín hiệu đèn này, xanh đi đỏ dừng, đấy, chuyển sang đèn đỏ. Đến đây các bạn nhớ bật xi nhan nhé. Rồi đi ga lên. Bật xi nhan. Xi nhan trái đi đi được. Trả lại. Nhìn cái nút D cho nó nháy không? Đến đây các bạn nhìn nút D này. Cái nút D này nó nháy này. Nó sẽ xảy ra bài dừng xe khẩn cấp đấy. Theo tín hiệu khẩn cấp đấy. Nó kêu em bấm này. Đúng rồi. Không cần thứ bình tĩnh thôi. Côn phanh bình tĩnh, không phải côn phanh một phát cho người khác giật đâu. Côn từ từ trong phanh. Đó, nó xảy ra ở đoạn này là 3 trường hợp này. Đoạn đầu này hoặc là cây xoài kia. Được. Đoạn này nó không xảy ra được không? Thì nó sẽ xảy ra ở đây đây. Đoạn này này, cây xoài này. Rồi, cứ từ từ nó bình tĩnh. Rồi, côn trước, cứ côn trước. Rồi, phanh. Rồi, các bạn sẽ bấm nút này, nút đỏ này. Rồi, nó kêu bíp này, các bạn sẽ tắt. Bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Bài đường sắt này cũng giống bài người đi bộ. Cho đầu mình là cách phải sơn trắng to 5 đến 10 phân. Rồi, ok. Đã. Bài thi tiếp theo. Bài thi thay đổi số trên đường thẳng.
Rồi, bài tăng tốc này các bạn. Cho thẳng xe ra này, các bạn ga mạnh lên. Kéo từ số 2 chuyển đến số 3 nhá. Chuyển xuống số 3. Rồi. Ga đi. Mạnh lên. Rồi, bỏ ga kịch cụ xuống số 3. Rồi, ok. Còn trôi đến đây này. Chưa phải. Rồi, nhìn đầu này. Đường trước cái biển này. Mình sống này. Không đạt tốc độ quy định. Đạt rồi. Mạnh lên ga, phải mạnh lên ga trước thẳng xe cái ga luôn. Ba mươi cây rồi, em phải ga mạnh lắm nó mới lên được 30 cây. Cái này đồng hồ chết nhỉ, chip mẹ chết. Không phải nhìn đồng hồ, cứ ga mạnh lên, cảm nhận thôi chứ đi ở giữa. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Không đi làn ý ớ ớ ớ hết điểm rồi, đi ra đấy hết điểm rồi. Hết điểm rồi. Ờ thôi dừng đi. Anh ơi em sang bên phải đi. Các bạn sẽ nhìn đèn này, đây là bài xin ăn phải. Cho bên kia đèn này. Đứng trước vạch vàng này. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu đi này, 3 giây đi thôi. Xin nhan. Đây là phải xin ăn phải các bạn nhá. Đến đây là xin ăn phải này. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Kết thúc các bạn phải bật xin nhan phải luôn này. Rồi đánh lái này, xong trả luôn này, trả luôn. Rồi giữ xin nhan phải, bạn nó kêu đỗ thì các bạn mới bỏ ra. Rồi chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.